Các thành phần của kem trị nám Hanzu Sui Nilan Siu, Hàn Quốc đều bào chế 100% từ những loại thảo dược thiên nhiên an toàn cho da như chiết xuất nho thai, cúc la mã, hoa thủy tiên, nấm tuyết, chiết xuất lô hội, tinh dầu oải hương, chiết xuất lá tế tô Hàn Quốc, chiết xuất quả đào, chiết xuất vỏ cây thông đỏ, tinh chất dầu jojoba, collagen tươi và hơn 19 loại axit amin hỗ trợ sản sinh collagen cần thiết cho làn da trắng sáng, mịn màng, mờ nám tàn nhang hiệu quả như anantoin hay còn gọi là axit uric, niacinamide, sắt trứng cá alpha bisabol, axit kojic, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Công dụng: ức chế melanin giúp nhanh chóng mờ nám, tàn nhang và các vết sạm da do tác động từ môi trường. Hóa chất: làm mờ nhanh các vết chân chim, vết thâm sạm da, các mảng da không đều màu, tái tạo tế bào da mới, loại bỏ lớp da sần cũ tối màu, tăng cường collagen và các chất chống oxy hóa cho làn da tươi trẻ, ngăn ngừa quá trình lão hóa giúp làn da đàn hồi, căng mịn, giúp cung cấp và duy trì độ ẩm cho làn da, giúp da mềm mịn, đàn hồi, ngăn ngừa khô da và hạn chế nám, sạm, da không đều màu tái trở lại.